nhóm 2 nha các bạn. Năm tóc cần có ký hiệu là LSV. Con này khoảng 25 đô và mỗi lượt ghép 0.5 tóc cần các bạn, khoảng 2.5 đô. Để tham gia chương trình này gấp comment phía dưới link mô tả mình chat chatbot. Đầu tiên các bạn bấm nút ta. Rồi các bạn ở gam có giờ các bạn join nhà ai gấp các bạn làm nhiệm vụ như sau là join hai kênh Telegram, kênh group, kênh channel. Thay qua thì follow vào tài quyết, Facebook, subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. Rồi các bạn điền thông tin nha các bạn. Điền thông tin lên cho nó. Các bạn vào setting copy username Telegram mình gửi cho nó những thông tin là username thì word nè, rồi username Facebook nè, email nè, rồi bạn bắt địa chỉ C20 dần các bạn. Dán vào rồi gỡ. Rồi mình đã nhận được 5 token nha các bạn. Như video mình kết thúc rồi, các bạn bấm balance ơi, bấm invite ren để các lấy liên giáp chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Bấm balance thì mình nhận được bao nhiêu token. Như video mình chào tạm biệt các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có thể comment dưới mình sẽ trả lời các bạn. Chào tạm biệt các bạn.